Xin chào, rất vui, rất được gặp lại các bạn. Bạn Hoàng Nguyễn muốn biết hổ phách là gì mà lại giữ được hàng nghìn vạn năm? Nếu như con người ở trong hổ phách thì có giữ được trọn vẹn da thịt hay không? Đầu tiên, hổ phách hiểu đơn giản nhất chính là nhựa cây hóa thạch. Nhựa cây là chất tiết của cây để lấp đầy những khoảng hở trên vỏ cây. Nó có thành phần chính là các hợp chất terpenoid và phenolic và có một cấu trúc dạng chuỗi. Trong hàng triệu năm, các thành phần dễ bay hơi trong nhựa cây các thành phần khó bay hơi ở lại kết nối với nhau thành các chuỗi dài gọi là polymer. Quá trình này gọi là polymer hóa và khiến cho nhựa cây cứng lại thành hổ phách. Vì nhựa cây được ứa ra ở trên cây và nó rất dính, thế nên đôi khi một số con vật trong lúc lờ đễnh sẽ bị mắc kẹt và trở thành hóa thạch bên trong hổ phách. Chúng thường là những con vật nhỏ như kiến, muỗi, bọ chét, nhện. Nhưng người ta cũng từng tìm thấy cả thằn lằn, ếch và kỳ nhông trong những khối hổ phách lớn. Hổ phách rất đẹp, thế nên từ thời đồ đá, con người đã biết dùng chúng để làm đồ trang sức. Hổ phách hình thành từ nhựa cây copan còn đặc biệt thơm và được các nền văn minh Trung Mỹ thời tiền Columbus đốt như một loại hương thơm trong các nghi lễ. Chính xác thì copan là một loại sắc hổ phách chứ chưa hổ phách. Nó là giai đoạn trung gian giữa nhựa cây dạng dẻo và hổ phách đã đồng cứng hoàn toàn. Hổ phách thường được tìm thấy trong các trầm tích như cát hoặc bùn ở đáy hồ hoặc các đồng bằng ngập lụt nơi mà nhựa cây bị chôn vùi. Đôi khi người ta cũng tìm thấy chúng trong các vỉa than nơi số lượng lớn thân cây bị vùi lấp. Phần lớn hổ phách trên thế giới được tìm thấy tại vùng Baltic với trữ lượng trên 100.000 tấn, tương đương 10 chiếc tháp Eiffel. Mỗi năm, người dân tỉnh Kaliningrad của Nga khai thác khoảng 400 tấn hổ phách thô, cung cấp tới 90% hổ phách của cả thế giới. Tùy vào chất lượng, hổ phách có thể có giá từ vài đô cho đến cả nghìn đô la mỗi gram. Đối với câu hỏi thứ hai, nếu như con người ở trong hổ phách thì có giữ được trọn vẹn da thịt hay không? Hổ phách có thể bảo quản xác động vật tiền sử tới 230 triệu năm. Đó là lâu nhất mà chúng ta biết. Vì hổ phách là nhựa cây hóa thạch nên nếu như bạn muốn được bảo quản trong hổ phách, bạn chỉ cần chọn một gốc cây đang rỉ nhựa rồi ngồi dưới đó để chờ chắc là khoảng vài năm. Vấn đề lớn nhất của việc bảo quản con người bằng nhựa cây đó là bạn sẽ không có nhiều nhựa cây đến thế. Nhựa cây rỉ giá rất chậm, một giọt nhỏ là đủ để phủ kín một con kiến hoặc muỗi. Thế nhưng để ướp xác một người có thể cần tới hàng trăm lít. Nếu như bạn để ý, những tục hổ phách lưu giữ động vật có kích thước thường chỉ tính bằng mm. Các con vật mắc kẹt trong hổ phách hầu hết là côn trùng nhỏ. Côn trùng có bộ xương ngoài chắc chắn, giúp chúng bảo lưu nguyên vẹn hình dạng ban đầu sau hàng triệu năm. Thằn lằn cũng được bảo quản trong hổ phách, thế nhưng chúng cũng nhỏ và da của chúng lại rất dai khi so với da người. Một vấn đề khác đó là làn da và nội tạng của con người, đặc biệt là những cơ quan tiêu hóa chứa rất nhiều vi khuẩn. Nếu chúng ta không tiệt trùng da và nội tạng trước khi phủ nhựa cây, hệ vi khuẩn đường ruột sẽ phân hủy các mô mềm và sinh ra khí, ngay cả khi không có oxy. Áp suất khí tích tụ có thể làm nổ tung lớp nhựa bao phủ. Bạn đã từng thấy những con cá voi chết dạt trên bờ và nổ tung khi các nhà khoa học cắt cái xác ra chưa? Trong video này, cái xác thậm chí đã tự phát nổ trước khi bị đụng vào. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu như con người bị phủ nhựa cây và khí do vi khuẩn phân hủy không có lối thoát. Trong điều kiện lý tưởng, tức là lớp vỏ hổ phách không bị vỡ, thì sau hàng triệu năm, chỉ những vật liệu cứng nhất trong cơ thể như là xương, tóc, lông và móng là được bảo quản nguyên vẹn. Bạn sẽ có một hóa thạch người bên trong hổ phách, nhưng tôi không nói là sẽ đẹp đâu đấy nhá.
một thành viên ẩn danh trên group VFX Community muốn VFX giải thích thí nghiệm này. Quan sát nhanh, ta thấy một người đàn ông đang xịt một loại khí gì đó vào trong một chai nước lưng. Loại khí này được đựng trong bình áp suất và có vẻ lạnh. Sau khi anh này úp ngược chai nước lại, nó phóng mạnh lên không trung giống như một quả tên lửa. Lạ ở chỗ, nước phụt rất mạnh ra khỏi chai, giống như khi bạn bỏ Mentos vào Coca vậy. Nhưng thực tế là không có Mentos và loại nước kia cũng không giống nước ngọt. Vậy anh chàng đã làm điều đó như thế nào? Có chất lỏ hay là có kỹ xảo điện ảnh gì ở đây hay không? Câu trả lời là không. May mắn là mấy năm về trước, VFX đã biết đến thí nghiệm này. Nó được gọi là tên lửa chai butan, butane bottle rocket. Butan là một chất khí không màu, có mùi nhẹ, hơi giống mùi xăng dầu. Nó rất dễ cháy và được sử dụng phổ biến như một loại nhiên liệu dùng cho bật lửa, bếp ga hoặc đèn khò. Khí butan rất dễ dàng được hóa lỏng khi bị nén. Nó sôi ở âm 1 độ C và chuyển từ dạng lỏng sang dạng khí ngay ở nhiệt độ phòng. Và trước khi VFX giải thích thí nghiệm này, xin được khuyến cáo tới toàn thể anh chị em đang xem video này, tuyệt đối không được thử tại nhà đâu nha. Ok, khi bạn đổ butan vào một chai nước hoặc Coca lưng, butan lỏng sẽ nổi lên trên vì nó nhẹ hơn nước, chính xác là bằng khoảng 60% nước. Khi bạn úp cái chai xuống, vì butan vẫn nhẹ hơn nước nên nó tiếp tục nổi lên phía trên, lúc này là đít của chai nước. Bên trên tớ mới nói là butan chuyển từ dạng lỏng sang dạng khí ở nhiệt độ phòng đúng không? Khi chai nước đứng thẳng, khí này thoát ra khỏi miệng chai một cách suôn sẻ. Thế nhưng khi bạn dốc ngược chai, khí butan không thể thoát ra dễ dàng vì đít chai là kín. Áp suất khí tích tụ đẩy mạnh xuống phần nước bên dưới. Và vì nước không thể bị nén, nó phóng nhanh ra khỏi miệng chai, trộn với khí butan, tạo ra một luồng phản lực dạng bọt mạnh mẽ, bắn cái chai lên không trung hàng chục mét. Nếu quay thật chậm, bạn có thể nhìn thấy rõ phần đít chai chứa một khối khí giãn nở nhanh chóng, đẩy toàn bộ phần chất lỏng xuống bên dưới. Đó là nguyên lý hoạt động của tên lửa chai butan, và đó là lợi ích khi mà anh chị em tham gia group VFX Community. Link group chúng tớ để bên dưới. Nếu muốn lên TV thì anh chị em biết phải làm gì rồi đấy. Sướng như chó. Mới đây, một người chơi dù lượn đã phát hiện ra một khoảnh khắc ổ quáo. Một chú chó không hiểu bằng cách nào đã trèo lên đỉnh đại kim tự tháp Giza cao 146,6m để sủa chim. Cá là bạn không tin, nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc khó tin này đã nhận được tới hơn 800.000 lượt yêu thích trên Instagram. Thước phim được quay lại từ không trung bởi một người chơi dù lượn. Khi ống kính zoom lại gần, ta có thể thấy rõ ràng một chú chó dường như mang DNA cậu vàng của lão Hạc đang thản nhiên tản bộ trên lăng mộ 4.600 tuổi của pharaoh Khufu. Người đàn ông quay lại cảnh tượng này từ chiếc dù lượn có động cơ của mình cho biết con chó đang sủa vào những con chim. Có lẽ cụ cậu sợ rằng sủa dưới đất không đến được tai chim chăng? Trên mạng xã hội, người ta rôm rả bình luận về hiện tượng hiếm có khó gặp này. Có người trêu rằng nếu cụ cậu đi tè trên đó, toàn Ai Cập sẽ thuộc về cậu ta. Có người phân tích rằng sở dĩ cậu vàng Ai Cập trèo lên được đỉnh kim tự tháp vì cậu ta không phải là chó. What? Cậu là thần khuyển Anubis trong thần thoại, chuyên môn dẫn đường cho người chết về thế giới bên kia, kiêm bảo vệ lăng mộ. Đó là lý do duy nhất cậu trèo lên được đỉnh kim tự tháp cao bằng tòa nhà 50 tầng này. Nếu như không có đoạn video, thật khó để tin một con chó trông nhỏ thó như là chó cỏ ở ta lại có thể làm được điều đó. Theo tìm hiểu của VFX, các khối đá ở lớp dưới của kim tự tháp Khufu rất lớn, đáy 1m x 2,5m, cao từ 1 đến 1,5m và nặng từ 6,5 đến 10 tấn. Những khối đá lớp trên nhỏ hơn, thế nhưng cũng rộng 1m và cao nửa mét. Trong một video sau đó, người ta đã quay lại để kiểm tra chú chó và trực tiếp ghi lại cảnh hạ sơn trong quả kép. Té ra, dù những tảng đá ban đầu vuông thành sắc cạnh, thế nhưng trải qua 4.600 năm bị bào mòn bởi thời tiết và sự phá hủy của con người, nhưng
bậc đá của kim tự tháp giờ đầy sức mẻ, tạo thành những đường mòn mà chú chó có thể men theo để lên xuống. Nhìn cách mà cậu vàng Ai Cập di chuyển thoăn thoắt giữa những bậc đá mà một thằng sợ độ cao như tớ sẽ cần sự hỗ trợ của bỉm, rất nhiều bỉm. Cá với bạn rằng đây không phải là lần đầu tiên mà những con chó trèo lên đỉnh tháp để cắn chim. Ở một góc độ vui vẻ, con chó đã làm được điều mà nhiều người cả đời ao ước. Và ao ước đó không chỉ của riêng những người sợ độ cao. Trước đây, du khách có thể tự do leo lên kim tự tháp. Nhưng từ cuối những năm 1970, việc leo lên kim tự tháp Giza hay bất kỳ kim tự tháp nào trong số 118 kim tự tháp Ai Cập đều sẽ đối mặt với hình phạt tiền từ 10.000 đến 100.000 bảng Ai Cập, tương đương từ 5 đến 50 triệu đồng, hoặc tệ hơn là hình phạt tù lên tới 3 năm. Vào năm 2016, một du khách tuổi teen đã bị cấm đến Ai Cập vĩnh viễn sau khi đăng ảnh và video về việc leo kim tự tháp trái phép của mình lên mạng xã hội. Ây da, khó đỡ. Anh chị em đã nổ não chưa nào? Mời comment bên dưới nha. Như mọi khi, nhớ like nếu như bạn thấy video này hay, đăng ký kênh và rung chuông để nổ não mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.